Và đây là một cái vùng trồng phôi để nuôi và cung cấp. Thì từ nuôi những cái hôm lên cho tới những cái cây đã thành phẩm, quý cô chú anh chị em cần phải mất một cái thời gian vài năm để có những cái nguồn phôi và những cái nguồn hôm trồng lên phôi và thành phẩm như thế kia. Vườn của cô này ở Tân Dương, đây là những cái hôm giấy sau khi dăm nuôi trồng. Thì thời điểm này là thời điểm thích hợp cho đặt xuống đất rồi nè quý cô chú anh chị. Mình lên giót và mình sẽ chia sẻ về cái khu vườn ở ngoài sau đang rực rỡ và cái lô ngũ sắc ghép rất là nhiều số lượng. Đây thì nuôi phôi rất là khủng luôn, nuôi những cái hôm rất là nhiều để nhằm cho đặt xuống trồng ra những cái khu vườn, khu đất như thế, như bên kia. Bên kia là đang trồng, đang nuôi phôi. Rất là nhiều luôn. Lô này thì đỏ lửa đang phun mặt bông, cẩm thạch. Xu hướng sau này là sẽ thịnh hành về cái form một cốt như thế này nè. Một cốt cái tàn thoát thân. Đây là đỏ lửa. Phải nói một cái khu vườn rất là rộng luôn. Và những cái cây ghép đơn màu như thế này, một màu, cũng tùy theo cái xu hướng chơi, tùy theo cái sở thích nữa. Một màu như vậy thì có vẻ nó rất là trầm hơn so với những cái ngũ sắc và cái tông lùng như thế này để mình làm những cái dù ha. Do cái vườn rất là số lượng rất là nhiều nên để nó hơi chen với nhau. Quá trời luôn quý cô chú anh chị em. Hồng gân các kiểu, ở đây là những cái size lớn nhỏ khác nhau hết, ghép một màu chủ đạo đỏ lửa nè, trong kia là ngũ sắc. Vườn anh đang tưới nước đa dạng các nguồn luôn, hồng gân, đỏ lửa, sakura, phất hồng sakura, bên kia nữa là cả tím tiết quý cô chú anh chị. Để mình đi vô một đoạn cho quý cô chú anh chị em mình xem cái tông về làm một cốt nó như thế nào. Đây thân lắc mà một cốt bệnh cái khung, thường đa số bây giờ làm những cái khung này rất là nhiều, quá xá luôn. Và quý cô chú anh chị em nào nếu như mà có điều kiện đến Đồng Tháp thì cứ liên hệ Pháp Thái sẽ chia sẻ quý cô chú anh chị em những cái vườn nếu như mà yêu thích những cái dòng hoa giấy như thế này nha. Đây. Đôi khi có những cái vườn nằm sâu ở trong nên quý cô chú anh chị mình rất là khó tìm. Và một cái vườn này cũng là một cái cơ duyên để Pháp Thái quen cô. Khi mà vô tình mình đi quay gặp cô đi chợ về thì hôm nay mình mới ghé vào đây. Mình làm cái khung dù như thế này sẵn nè. Và mình, khi mà nó ra thì mình chỉ bệnh như vô như thế này thôi. Và mình nuôi. Tím tiết là một trong những dòng thịnh hành nhất và được tìm kiếm nhiều nhất so với những năm trước. Năm nay rất là thịnh hành là ở chỗ dòng tím tiết này, cái độ bền của hoa và nó rất là sai hoa. Khi mà hoa nó nở xong rồi nó không có tàn, nó dính lên cây luôn, mình phải nhặt, mình phải xử lý hoa lại nó mới rớt hoa. Lô này thì rất là nhiều, sâu bên xa bên kia luôn quý cô chú anh chị em. Trời luôn. Thường những cái vườn khác á, thì làm cái ngũ sắc á, là người ta để thả cái tàn tự nhiên về người ta chỉ con thôi. Nhưng mà vườn này, vườn của cô á, thì bệnh thành một cái khung như thế này nè. Bệnh tròn về một cái cây dù để hoa nó nở đẹp. Rất là nhiều quý cô chú anh chị em. Ôi ôi, cực kỳ luôn. Hàng hàng lối lối luôn, rất là nhiều. Để mình đi sâu vào bên trong. Nếu như mà ở đây và làm có một cái đầu tư, mỗi một cái đường đi là sẽ có một cái ống dây như thế này để đặt tưới quý cô chú anh chị. Tại vì đây là tưới tự nhiên là không được nha. Tại vì những cái tàn này phun nó khó lắm. Phun nó rất là khó nên người ta bố trí dây, mỗi một lối đi là sẽ có một cái ống dây vậy nè, đặt ống. Và có một điều đó là ở Bến Tre làm giấy mà về cái hôm giấy ta của mình á,
để ghép ngũ sắc đó, thì đó là một cái giống như một cái đặc điểm của ở Bến Tre rồi. Đa số ở những nơi khác, ngay cả ở Sa Đéc hay là ở Gạch Bằng, Tân Dương đều phải lấy về bán hay là kinh doanh quý cô chú anh chị. Còn ở Tân Dương này đặc biệt là ghép ngũ sắc năm màu, cái phơm tự nhiên. Đây những cái dù này. Nếu như mà quay cái khu vườn này thì cần phải có một cái live cam với cô chú anh chị, nhưng mà do Pháp Thái không có làm về cái mảng du lịch, mình chỉ quay live mã số cho quý cô chú anh chị em mình thôi, nên mình không có đầu tư về cái dòng live cam bay cho quý cô chú anh chị em mình xem. Khi mà quý cô chú anh chị em mình xem trên cái màn hình đó thì cũng cảm nhận được cái vẻ và cái độ lớn của cái vườn này. Nếu như có live cam bay thì phải nói là tuyệt vời. Do ít đi quay những cái vườn tự do như thế này, những ngày thường thì Pháp Thái tập trung quay mã số cho quý cô chú anh chị em mình giao lưu, nên những cái đồ máy móc của điện tử mình đầu tư mình mua vào mình không sử dụng nhiều thì nó sẽ bị hư, nên rất là phí. Mình chỉ tập trung đầu tư vào những cái máy móc để cho giao lưu trên clip mua bán cho anh em thôi. Đó. Phải nói vườn rất là khủng luôn, số lượng rất là nhiều, từ A tới Z, từ lớn tới nhỏ, từ bé tới lớn luôn. Đó, quý cô chú anh chị em mình. Và đặc biệt ở Tân Dương phải công nhận một điều là cái nguồn phôi và cái nguồn hôm sản xuất để đưa ra cho cung cấp cho cả nước thì phải nói là số lượng rất là lớn. Tại vì ở đây cái mặt bằng và cái vùng đất trồng ruộng rất là nhiều. Bên kia nó chưa lên hoa, mình không quay được nữa quý cô chú anh chị, chỉ ở phần khu này thôi. Và mình sẽ đưa máy lên cao cho quý cô chú anh chị em mình thấy hình dung được cái vườn này nó rộng như thế nào nha. Và nếu như mà yêu thích hoa giấy mà gặp cái khu vườn này thì phải nói là vườn này cái số lượng phải nói rất khủng ở Gạch Bằng nói chung với cô chú anh chị. Quá tuyệt vời cho một cái clip mà gửi tới quý cô chú anh chị em mình xem để mình đam mê mình nuôi ha. Và cây, những cái cây hàng mà nằm á quý cô chú anh chị mình á thì khỏi lo đi, khỏi sợ, khi mà mình đầu tư mình nuôi những cái cây hàng mà hàng kiểu như mà hàng đứng á, hàng nóng á, như ví dụ như những cái dòng mà chơi xong rồi một đợt hoa mình bỏ thì mình sợ. Chứ còn hoa giấy này mỗi năm á thì quý cô chú anh chị như một cái cây chưa, nó chưa có ra tàn vậy thì mình cứ nuôi thôi, mình nuôi thì nó tăng thêm cái giá trị thôi. Hoa giấy thì rất là dễ chăm sóc thôi, cần nắng rất là nhiều. Những anh em mà giống như kiểu đi làm việc hay là công việc bận thì có thể bỏ khô, khi mà mình tưới một hai ca nước vô thì nó tiếp tục phát triển. Mình cứ đài là nó càng ra hoa nhiều thôi, mình tưới nước vô là nó cứ phượt. Rất là nhiều. Để mình kiếm ông anh đó mình nói chuyện. Như khu vườn này anh tưới là khoảng bao nhiêu lâu nó mới xong cái khu vườn anh? Tưới cái nửa bên mà là cỡ nửa ngày đó. À, cái tổng cái số của khu vườn này tầm khoảng bao nhiêu công? 7-8 công vậy. À, chắc là nói về số lượng thì tầm khoảng vài ngàn gốc ha. Quá, như ông anh chia sẻ là tưới chỉ có một khu này thôi. Là mỗi một cái, mình bây giờ mình không xài cái phun được hả anh? Không. Phun là nó bị những cái tàn này nó dướng, nó không có đều ha. Mỗi một cái đường là có một cái ống như thế này, mình đặt đây dài ngoái luôn. Ờ, đây dài ngoái khoảng cách. À. Hai đường này, một đường ngoái, hai chia ra. À. Tứ lên tứ xuống. Dường hay đồ dài ngàn chứ. Đúng rồi. Ngàn nhỏ lớn luôn. Dạ, quá trời quá đất luôn. Rộ hoa. Có những cái cây thì nó đạt cái thành phẩm rồi, còn có những cây thì đang trong quá trình nuôi ha. Những cây này còn đang nuôi. Dạ. Này tại mưa bữa sớm rồi nó rụng bông không đẹp đâu. Năm nay cái 10 ngày trước á. Năm nay cái thời tiết hôm nay nó rất là khó, là chỗ mới mưa đây nè.
mưa là bắt đầu là nó bị phượt, nó bị rụng bớt. Hết sức cái vườn luôn quý cô chú anh chị em. Ấn Độ trong đó nữa kìa. Đây, đây là những cái gì mà nó đang diễn ra khi mà một đám mưa rớt xuống ha. Tại vì hoa giấy này kỵ mưa. Khi mà mưa hoa với lá nó sẽ rớt. À, mình có dịp đến đây mình chia sẻ một cái vườn thì mình tí xíu nữa mình sẽ ra ngoài trước mình quay cái biển hiệu cho quý cô chú anh chị em mình xem. Và đây là một cái vườn phải nói rất là khủng ở Tân Dương, Gạch Bằng. Thì số lượng và đạt rất là nhiều cái dòng đẹp. Cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem và nhớ like, nhớ ủng hộ Pháp Thái. Một lần nữa xin cảm ơn. Chúc quý cô chú anh chị nhiều sức khỏe và thành công ha.